đây cũng không có mấy chỗ quá là con thôi. À đấy à, có dấu nó học đánh bằng bà kia ấy. Bác Thái và bác Lam, Thái Lam, Thái bác Lam Thái. Đây nè, đây nè, búng rồi, búng cả ô tô ra. Hôm nay mới thấy một vụ đấy. Hôm qua còn nhìn thấy cảnh sát Hà Lan bắt tội phạm. Hôm qua em nhìn thấy ba vụ, không, mấy vụ nữa cơ. Biết là ăn cắp trộm hay gì, nó trói tay và nó xích tay luôn.